Tôi xin giới thiệu đồng chí Cầm Chiến, một lão thành cách mạng lên phát biểu. Thưa bà con, anh em, Mường trong, Mường ngoài, thưa các đồng chí, Mường gần, Mường xa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, cũng chính vào ngày này, cách đây 60 năm về trước, ngay dưới gốc cây đa lịch sử này, chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Điện Biên chính thức được thành lập. Chi bộ Đảng đầu tiên của chúng ta do đồng chí Trần Quang Mạnh làm bí thư. 60 năm về trước, nơi mà chúng ta đang có mặt đây vẫn còn là những cánh rừng lim, rừng táo bạt ngàn. Còn tôi lúc đó vừa tròn 17 tuổi. Thật vinh dự cho tôi khi được là một trong những đảng viên trẻ nhất của chi bộ đầu tiên ấy. Chú ý vào anh ơi, mày sửa khăn cho tao mà mắt cứ ngóng tìm Luong Inh, hỏng hết việc bây giờ. Ừ, mấy anh bạn của Luong Inh thì đến từ sớm, còn Luong Inh thì... Thế sáng nay Luong Inh cùng cán bộ chỉ huy đồn biên phòng mang hoa đến chúc mừng đảng ủy xã. Luong Inh có hẹn mày tối nay về cùng chung vòng xòe không? Nào, mời bà con, anh em, đồng chí, Mường gần, Mường xa, chúng ta cùng nhau vui đêm hội mừng 60 năm chi bộ đầu tiên của tỉnh nhà ra đời nào. Thank you.
Tao buồn thế anh ơi. Em mệt thôi. Mày nói dối. Mày nhớ thằng Luong Inh thì có. Anh Luong Inh hẹn tối nay sẽ về vui xòe cùng em, nhưng không thấy anh ấy đến. Chắc vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Có khi nó đi chọc sản mấy cô gái khác thì có. Đã có tin tức mới gì chưa anh Quang? Anh Thái không ngủ được à? Luong Inh vẫn chưa có tin gì à? Chưa anh ạ. Lẽ ra anh không nên để Luong Inh tham gia vụ phá án lần này. Sao vậy? Là đồn phó phụ trách công tác chính trị, tôi đánh giá rất cao nghiệp vụ trinh sát của Luong Inh. Nhưng dù sao thì... Anh nói rõ hơn đi. Tôi cho rằng Luong Inh vẫn chưa có đủ kinh nghiệm phá án, nhất là những vụ án về ma túy ở khu vực đường biên này. Xin lỗi, hình như anh chưa tán thành ý kiến của tôi. Anh Thái này, theo anh thì ta phải chờ cậu Luong Inh năm 60 tuổi. Lúc đó ta mới tin cậy, giao cho cậu ta phá những vụ án phức tạp hay sao? Ý tôi không phải như thế, mà là... Anh Thái này, tôi hiểu tâm trạng của anh. Chỉ có điều, nếu không đạp trách dần những nhiệm vụ khó khăn, thì làm sao cậu Luong Inh và những chiến sĩ trẻ của chúng ta có thể tích lũy kinh nghiệm để trở thành những sĩ quan biên phòng trong tương lai được? Tôi hiểu, nhưng... Em chào hai thủ trưởng ạ. Đồng chí đội trưởng đội trinh sát, đồng chí không ngủ được à? Dạ, báo cáo em chợp mắt được 20 phút rồi ạ. Như vậy là cậu cũng lo cho Luong Inh chứ gì? Dạ, không phải thế ạ. Mà em lên đây em xin phép hai thủ trưởng ngay bây giờ cho em cùng cậu Mừng và cậu Khang đi tăng cường cho Luong Inh. Giờ này còn tăng cường gì nữa? Không cần thiết đâu. Nhưng em chỉ sợ... Cậu vừa nói là cậu rất tin tưởng vào Luong Inh cơ mà. Dạ vâng ạ. Lẽ ra giờ này chuyện thắng bại thế nào thì Luong Inh phải báo cáo về cho các thủ trưởng. Thế nên em thấy rất bất an ạ. Cả tuần nay cậu đã làm nhiệm vụ tuần tra đường biên rồi. Nhiệm vụ lúc này của cậu là phải tự cho mình ngủ một giấc cho thật ngon, lấy lại sức. Khi nào có tin tức của Luong Inh, tôi sẽ đánh thức cậu, rõ chưa? Nhưng... Tôi nhắc lại, nhiệm vụ của cậu lúc này là ngủ, rõ chưa? Rõ, thưa thủ trưởng. Cường đây à? Cường đây, sếp ơi. Cái cậu này, lúc nào cũng tếu táo được. Sếp gì cái ngữ đội phó trinh sát tôi chứ. Thì cứ phong ông là sếp dần đi là vừa. Thế nào, có vấn đề gì không ông bạn vàng? Anh em mình nằm phục kích đon lõng bọn chúng ở đây đã gần 2 tiếng đồng hồ. Sao vẫn chưa thấy bọn chúng xuất đầu lộ diện hà đồng phó? Đã là lính biên phòng thì không thể sốt ruột được, hiểu chưa? Nhưng mà tôi nghĩ hay là... Thì mà là cái gì thế?
hay là cơ sở nắm thông tin không chính xác nhỉ? Vớ vẩn. Nếu bọn chúng tung tin, đánh lạc hướng chúng ta rồi chọn con đường bí mật khác để chuyển hàng thì sao hả đội phó? Thôi, ông quên luôn cái giả thiết vớ vẩn của ông đi cho tôi nhờ. Này, gì thế? Tôi thấy đội phó hôm nay cũng rất tâm trạng phải không? Cậu toàn suy đoán vớ vẩn. Con đi đâu? Mẹ, con phải tới đồn biên phòng. Con đến đồn biên phòng làm gì? Con đến gặp bộ đội Luong Inh phải không? Vâng. Không, không được. Mẹ à, con có chuyện muốn nói với Luong Inh. Mẹ đã bảo là không đi. Bố con mà biết thì không hay đâu. Con sẽ về trước khi trời sáng. Mẹ bảo không đi là không đi. Con gái đi đêm hôm một mình không sợ à? Con không sợ. Con chỉ sợ anh Luong Inh. Nếu con muốn gặp Luong Inh thì ngày mai hãy gặp cũng được con ạ. Con xin mẹ, nếu chờ đến sáng mai thì con chết mất. Con có nói gì mẹ cũng không cho con đi. Giải cả người và tăng vật về đồn. Đi. Anh ạ. Gì? Xe đã sẵn sàng rồi ạ. Đúng giờ thì xuất phát. Vâng, còn đúng 30 phút nữa ạ. Này. Dạ. Nhắn là cầm văn tối nay có mặt. Vâng ạ. Ôi giời ơi, giờ này mà vẫn chưa bình minh à? Cầm văn dậy. Dạ em đi. Con dài gì mà lại ngủ ngay thế này? Đêm qua mãi tận 2 giờ người ta mới ngủ ngay. Dào ơi, lại mấy cái trò game viết chứ gì. Nghe mẹ, dậy đi con. Thôi, con cũng ngủ thêm một lát nữa đi. Cầm văn, mẹ để tiền ở đây nhé. Con nhớ dậy ăn sáng đấy.
Võ thể dục, bài tập 1 chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rèn luyện thân thể. Xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể. Bảo vệ tổ quốc. Giải tán. Này, thức trắng đêm mà vẫn tập hăng hái nhỉ? Cậu lên chỉ huy gặp. Dạ, vâng ạ. Các thủ trưởng cho em được nghỉ 3 ngày phép thật ạ? Không phải là cho, mà ban chỉ huy đồn quyết định thưởng cho cậu 3 ngày phép vì cậu đã hoàn thành xuất sắc chuyên án MT-17. Ôi, cảm ơn thủ trưởng. Thôi nào, đừng khéo vẽ chuyện như thế. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Cùng với quyết định thưởng phép đặc biệt, ban chỉ huy đồn còn giao nhiệm vụ cho cậu nữa đấy. Dạ, em có thêm nhiệm vụ mới à? Đúng, một là cậu có nhiệm vụ gửi lời chào và chúc sức khỏe tới đại tá Lương Minh. Hai là cậu có nhiệm vụ nói với cô người yêu tên ấy của cậu. Ban chỉ huy đồn có lời mời chi đoàn thanh niên và đội xòe do cô ấy phụ trách một ngày gần đây nhất sẽ lên đơn vị chúng ta để dự một đêm lửa trại để kỷ niệm 2 năm ngày kết nghĩa đồn với chi đoàn thanh niên bản Y. Rõ chưa? Báo cáo thủ trưởng, thiếu úy Luong Inh sẽ hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ được giao. Tốt. Dạ, chào thủ trưởng ạ. Thế bao giờ bà mới dành thời gian để đi thăm mẹ con cái Hải? Thì cũng định thế, nhưng chưa biết ngày nào đi được ông ạ. Việc nhà cứ bề bộn thế này. Hay là bà phải chọn ngày lành tháng tốt mới ngược rừng ngược núi được. Chọn giờ chọn buổi gì? Tôi đi bỏ ông ở nhà ai lo cho? Sao bà phải lo cho tôi? Thế bà vẫn không chịu coi tôi là người lớn à? Thì mấy hôm nay tôi thấy có đêm nào ông ngủ ngon giấc như mọi khi đâu. Mà tôi còn thấy ông húng hắng ho nữa cơ đấy. À, bà cứ hay lo xa. Tôi không ngon giấc ấy là vì công vì việc, chứ đâu phải vì tuổi già. Ông về hưu rồi, còn lo việc gì? À, thì tôi đã nói với bà rồi. Anh em trên bộ đội biên phòng tỉnh có nhờ tôi giúp một ít tư liệu để biên soạn 2 cuốn lịch sử bộ đội biên phòng tỉnh nhà mà. Ôi giời ơi, nhà nước đã cho ông nhận sổ hưu rồi. Ông không nghỉ cho nó khỏe người, ông rõ thật là. Lính biên phòng chúng tôi ấy, mỗi người mỗi công mỗi việc, làm gì có thời gian mà nghỉ. Phải, bộ đội biên phòng như các ông mới biết tham công tiếc việc. Còn cánh chân lấm tay bùn như chúng tôi thì chả nhã lắm đấy. Bố, mẹ. Ô, Luong Inh, con trai mẹ. Bố. Nào, mẹ đỡ cho này. Sao nào, tranh thủ công tác địa bàn về thăm nhà phải không con? Dạ không ạ, con được thủ trưởng thưởng phép bố ạ. Đồn trưởng thưởng phép? Dạ đúng vậy ạ. À, thế thì được, vào nhà bố thưởng. Vâng. Bố chúc mừng con. Nhưng dù sao ấy, con cũng phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là con trai của người lính biên phòng già. Con nhớ chưa nào? Vâng ạ, con sẽ cố gắng bố ạ. Đúng rồi, bố luôn kỳ vọng vào tương lai của con. Vì thế con đừng làm bất cứ một điều gì có thể gây ảnh hưởng tới truyền thống của gia đình ta, một gia đình cách mạng. Con nhớ chưa nào? Dạ vâng ạ. Này Luong Inh à, dạ. Trưa nay con muốn ăn món gì hả con? Món gì con cũng thích mẹ. Nhưng mẹ ơi, có lẽ để buổi chiều mẹ nấu nhá. Thế con lại phải đi ngay à? Vâng ạ. Đi đâu? Dạ con xin phép bố mẹ cho con đi. À, đi sang bản gặp con bé ấy chứ gì. À,
Từ ngày nó biết yêu đến giờ, nó coi hai vợ chồng già chúng mình chỉ là ngôi thứ nhì thôi. Đúng thế không nào? Dạ, con không dám như thế đâu. Thôi, đi đi. À, chiều nhớ về sớm, bố có chuyện muốn nói với anh đấy. Dạ, vâng ạ. Đi đi. Mẹ ơi, con đi nhá. Ừ, đi đi. Anh à, anh ơi. Ai thế? Chủ trà, bí thư chi đoàn mà cũng giật mình. Bác Lò Duy đây. Thế mà cháu cứ tưởng... À, tưởng con cọp, con trồn chứ gì. Mường ta làm gì còn thú rừng nữa mà sợ hả bác ơi? Mà bác đi đâu thế? Bác sang Mường lai thăm người bạn. Tình cờ sưu tập được khúc hát mời chầu của người Thái ta xưa cháu ạ. Thật thế hả bác? Hay lắm, ra đây bác đàn hát cháu nghe nhá. Thế thì hay quá. Bác hát cho cháu nghe với. Bác đàn hát cho cháu nghe nhá. Đây là lời cô gái mang mời chầu các chàng trai. Mi phở dươn tốn khẩu ba đèn anh ấy súng dao đi ha nó. Ăn vào bê xào phở khai băng há bài quân há là há ơi xài chờ bó ơ vào phải phở nhóm phở hòn khăn nó đi nó mi lù nhìn khá bằn nó mà lòng em ải thôi nà hoa có há sàn bên chỉ đi dương nga ngọc trời đó na bên nhà mà men sàn thí kèo tô nói tục ti xiềng bon đó này buồn phấn ha ha on con ông bên xài ơn sáng mà na ông hát ơi xài có ai ơi. Ánh, sao cháu khóc thế? Ba bảo cháu gì cơ ạ? Bác thấy cháu đang khóc. Đâu, con gì nó bay vào mắt cháu. Bác hát tiếp cho cháu nghe đi. Bác hát cho cháu nghe nhé. Còn con ông bánh xài sáng mắng ná lòng hát ơi xài có ai ơi ơi nó. Ấy, cháu ơi, cứ để đấy cho bác, cháu lên nhà uống nước đi. Chắc cái ấy sắp về rồi đấy cháu ạ. Bác cứ mặc cháu, cháu đợi em ấy về rồi lên nhà cũng được mà. Vải ướt đấy, cháu động chân tay vào bẩn hết đi cháu ơi. Bác cứ nói vậy, bộ đội chúng cháu chẳng có nề hà việc gì cả. Ừ, bộ đội biên phòng các cháu giỏi lắm. Bộ đội các cháu việc gì cũng thạo, việc nhỏ, việc to. Bà con Mường gần Mường xa là quý bộ đội các cháu lắm đấy. Bác ơi, bộ đội biên phòng chúng cháu chưa được như bác khen đâu. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh. Đêm qua anh không thể xuống bàn cùng xòe với em được. Là vì nhiệm vụ. Anh cứ làm như em là trẻ con dễ lừa lắm không bằng ấy. Em nhất định không tin anh. Anh nói anh đi làm nhiệm vụ. Vậy sao các anh bộ đội khác lại không phải đi như anh? Họ vẫn xuống bàn đi thôi.
quá. Có phải lúc nào cũng huy động cả đồn để xuất quân đâu em. Chỉ tùy vào tính chất từng vụ việc mà thôi. Thế sao lúc sáng anh cùng các chú chỉ huy xuống chúc mừng đảng ủy xã, anh còn hứa nhất định sẽ xuống vui xòe cùng em. Đến giữa chiều anh mới được chỉ huy đồn chính thức gọi xuống giao nhiệm vụ. Lúc đó anh cũng định xuống báo tin cho em. Thế nhưng... Anh nói dối? Có phải anh đã có người khác đẹp xinh, khéo tay hay làm hơn ánh rồi chứ gì? Em nghĩ rằng anh là loài ong dại trong rừng, thấy hoa thơm hoa đẹp nào cũng vo ve lợn lờ hay sao? Có trời mới biết được cái bụng của anh. Anh, nhưng mà anh thề với em rằng... Anh đứng đây mà thề với trời với đất. Anh... Em đứng lại nghe anh nói đã. Em không muốn nghe anh nói nữa. Thôi được. Nếu em cho rằng đêm qua không phải anh đi làm nhiệm vụ đặc biệt mà là đi chơi với người con gái khác thì anh thà nhảy xuống đây còn hơn. Anh đừng có dọa em. Em không sợ đâu. Được, sẽ biết. Xem đây này. Lương Anh. Sao? Sợ rồi à? Sợ chưa? Sợ rồi. Thế nào? Bây giờ em đã tin anh không phải là loài ong dại chưa? Này, em đã tin rằng bộ đội biên phòng không bao giờ biết nói dối chưa? Rồi, em tin rồi. Thông tin cơ sở cung cấp khẳng định Nguyễn Bình có những biểu hiện của một đối tượng buôn lậu hàng đặc biệt, phải không đồng chí đội trưởng trinh sát? Báo cáo, cơ sở của chúng ta không đưa ra những nhận định mang tính chất khẳng định mà chỉ cung cấp những thông tin cho rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nguyễn Bình rất đáng nghi ngờ trong quá trình làm ăn buôn bán của anh ta thôi ạ. Có gì để cười đâu. Tôi thấy việc này giống như một câu chuyện đơm đặt hơn là một thông tin có trách nhiệm. Ý anh là gì? Về mặt nhân thân của Nguyễn Bình, theo chúng tôi được biết, anh ta có một lý lịch khá trong sáng. Sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều là giáo viên tiểu học ở một làng quê thuộc tỉnh Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp trung cấp bưu điện, anh ta tình nguyện lên làm việc tại tỉnh ta với cương vị của một bưu tá bưu điện huyện. Cách đây gần 20 năm, sau một cú tai nạn trên đường đi công tác, ảnh hưởng sức khỏe, anh ta xin nghỉ việc theo chế độ 176. Sau đó thì anh ta chuyển sang làm kinh tế, mà cụ thể là buôn bán qua đường biên giới với những mặt hàng thông thường như là thuốc lá hay tạp phẩm và hàng nông sản. Anh ta cũng có làm một vài chuyến buôn gỗ từ phía nước bạn chuyển về. Thế thôi. Hơn nữa... Tôi xin lỗi. Thế theo anh thì một người có nhân thân trong sáng như Nguyễn Bình thì không thể nào là một nhân vật buôn lậu đặc biệt được, có phải thế không? Đó là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi. Nếu mọi hoạt động kinh doanh buôn bán của Nguyễn Bình chỉ là ngụy tạo nhằm để che mắt các cơ quan chức năng và biên phòng thì sao? Tôi cũng nghĩ thế. Bản chất thực của bọn tội phạm không bao giờ ngô nghê như chúng ta nghĩ. Về trường hợp của Nguyễn Bình, không lẽ cơ sở của chúng ta lại có thể cung cấp những thông tin không chính xác về Nguyễn Bình, trong khi bản thân cơ sở này từ nhiều năm qua vẫn là chỗ dựa vô cùng tin cậy của chúng ta. Nhưng cơ sở cũng mới nghe hoặc nghe bảo, chứ họ chưa đưa ra một cơ sở xác đáng nào về hành vi buôn lậu mờ ám của Nguyễn Bình. Thông tin cơ sở là rất cần thiết, nhưng nếu không khéo, chúng ta sẽ làm nản lòng các doanh nghiệp đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nên nhớ rằng họ đã mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân sách của địa phương thông qua việc đóng thuế. Đúng thế anh Thái ạ. Ý anh là... Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta không được phép chủ quan. Cứ cho rằng dư luận quần chúng có ý nghi ngờ việc làm ăn của Nguyễn Bình khiến anh ta oan sai, thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm làm sáng tỏ mọi vấn đề, rồi giải thích cho quần chúng biết. Mình hoàn toàn ủng hộ phương án ta chăm sóc tay thương gia Nguyễn Bình của các cậu. Như vậy ý thủ trưởng là... Theo nhận định của cấp trên, thì đã và đang xuất hiện một loạt tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Chúng hoạt động theo kiểu
như mafia của nước ngoài. Xét ở khía cạnh nào đó thì bọn này còn nguy hiểm và tàn nhẫn hơn, các cậu hiểu chứ? Dạ vâng. Về trường hợp của Nguyễn Bình, đơn vị tôi mong có sự chỉ đạo mang tính định hướng của các thủ trưởng ạ. Các cậu cứ tiến hành theo phương án đã định. Dạ, nghĩa là... Qua trinh sát, nếu các cậu đã nghiên cứu đầy đủ tính chất của tội phạm, thì cứ lập chuyên án. Bộ chỉ huy sẵn sàng ủng hộ các cậu. Tôi hiểu, nhưng... Còn gì nữa? Báo cáo thủ trưởng, trước mắt nhằm phục vụ công tác điều nghiên của đơn vị, tôi xin sự hỗ trợ của phòng trinh sát và phòng tham mưu tác chiến của Bộ chỉ huy. Thì các cậu cứ chủ động trao đổi với hai đơn vị đó. Như thế được chưa? Cảm ơn thủ trưởng. Thôi, khỏi cần nói câu đó với mình. Mà này. Alo, Việt nghe đây. À, anh Phần hả? À, 10 phút nữa anh quá bộ qua đây ta trao đổi nhá. Mình có cuộc hẹn làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Còn vấn đề chúng ta vừa bàn với nhau mà. Các cậu về cứ nghiên cứu. Nhớ liên lạc thường xuyên với mình nhá. Dạ, xin phép thủ trưởng. Chào. À này. Dạ, sao ạ? Nếu không bận chuyện đột xuất, thì vừa rồi mình và anh Vũ đã xuống thăm thủ trưởng Lường Minh. Nhưng quá bận. Thế bây giờ nhờ các cậu chuyển hộ mình món quà nhé. Dạ, xin sẵn sàng ạ. Này, các cậu có điều kiện ở gần, rỗi rãi sang thăm thủ trưởng cũ. Nhớ nhá, người về hưu trí có tâm trạng cả đấy. Vâng ạ. Inh này, dạ. Đến bao giờ con mới mời bố mẹ và họ hàng nhà ta sang nhà con bé ấy để nói chuyện với bố mẹ nó đây? Mẹ muốn có con dâu rồi ư? Chứ còn sao nữa. Hai đứa cưới nhau đi. Mẹ muốn có cháu đích tôn ở trong nhà con ạ. Dạ. Cái bà này chỉ khéo vẽ đường cho Hiệu chạy thôi. Thằng Inh mới ngoài 20 tuổi. Lấy vợ để cho mường trên mường dưới. Người ta bảo chúng nó là vợ chồng của chim tực tứ, chim thô lốc à. Ông nói thế là có ý gì hả ông? Anh chàng này tuổi còn trẻ, cần phải dành thời gian để học tập, tu dưỡng, phấn đấu trưởng thành hơn nữa. Đã là đàn ông ấy, cần phải nghĩ tới công danh sự nghiệp. Ôi giời, công danh sự nghiệp là chuyện cả cuộc đời của nó, chứ có phải ngày một, ngày hai đâu ông ơi. Còn chuyện vợ con thì... Này, người như con trai của bà ấy, không lo ế vợ đâu, mà bà phải mua cái lo vào người. Đấy, như là tôi đây này, 37 tuổi, mới về làm rể nhà các cụ đấy thôi. Ngày xưa khác, giờ khác ông ơi. Khác gì nào? Đàn bà con gái chúng tôi ngày xưa chịu đựng chờ đợi các ông quen rồi. Chả như con gái thời nay đâu ông ơi. Bà cứ nói thế. Thời nào cũng có người xấu, người tốt. Tóm lại, thằng Inh không thể nghĩ đến chuyện lấy vợ lúc này được. Vướng vào những thứ đó, còn đâu cơ hội để mà phấn đấu vươn lên. Thế bà cười gì tôi nào? Tôi hỏi ông nhá. Năm mặt con lớn nhỏ của tôi đã được ông ẵm này, ông chăm lấy nổi một ngày nào chưa? Từ khi tôi về làm vợ ông, quanh năm ông biển biệt, hết đồn biên phòng này đến đồn biên phòng kia. Đến khi ông nhận sổ hưu thì cả năm đứa con đã đủ lông đủ cánh rồi. Vậy thì vợ con ông đã vướng chân ông lúc nào nhỉ? Tôi biết mình có được như ngày hôm nay là do công của bà. Nhưng mà suy cho cùng ra, đã là vợ của người lính biên phòng, quanh năm chịu cảnh sương gió biên thủy hay nơi cửa sông cửa biển, thì cũng phải biết hy sinh thôi bà. Tôi hiểu. Thế nên tôi chỉ mong con trai tôi lấy vợ sớm ngày nào hay ngày đấy, cho tôi và ông được nhờ. Với lại vợ chồng mình chỉ có mỗi một thằng con trai thì... Đấy là ý của bà. Còn về phía tôi ý, là tôi chưa thể tán thành bỏ phiếu cho anh chàng này lấy vợ trong một vài năm tới đâu. Thôi được rồi. Chuyện vợ con, khi nào con thấy hợp lý thì sẽ thưa chuyện với bố mẹ.
Được chưa ạ? Bố nhất trí. Sự nghiệp của con là nằm trong tay của con cả đấy. À, Lương Inh này, tranh thủ 3 ngày phép, con sang thăm sức khỏe của bác Cầm Chiến. Nè, bác vẫn thường nhắc tới con luôn đấy. Thế bác Cầm Chiến vẫn sống ở bản chứ không xuống dưới huyện sống với vợ chồng anh Cầm Thắng à? Ừ, cái thằng bố thì làm sao biết được chuyện riêng tư của nhà người ta. Thực lòng bố rất cảm ơn tấm lòng thơm thảo của vợ chồng các con. Nhưng bố đã nói với anh chị không biết bao nhiêu lần rồi rằng bố không bao giờ có thể rời khỏi căn nhà này, bản Mường này, để về ở phố huyện. Thôi, anh chị đừng cố gắng thuyết phục bố nữa. Bố... Bố, bổn phận của con là chăm sóc bố những khi tuổi già, mỗi khi trái gió trở rời, những khi đêm hôm bố một thân một mình, con không đành lòng bố à? Mà bố cứ để con nghĩ ngợi về chuyện này mãi, thì con làm sao tập trung vào sự nghiệp của con được? Nhà con nói đúng đấy bố ạ. Bố cứ một thân một mình thế này, vợ chồng con áy náy lắm. Có gì mà phải áy náy? Tiếng là chỉ ở có một mình, nhưng mà ở đây còn có bà con họ hàng, họ tộc, có người bản trên, bản dưới. Chứ bố có cô quạnh gì đâu. Cầm Thắng ạ. Dạ. Con cũng không nên đem vấn đề sự nghiệp của con ra để thuyết phục bố như thế. Sự nghiệp chính trị của con, bản thân con phải tự quyết định chứ. Đừng vì bố mà thối chí. Phận làm con như thế tức là không có hiếu. Nhưng mà... Quá nửa đời người, bố đi theo cách mạng. Gần 10 năm trở lại đây, bố mới tạm thời có điều kiện chăm lo phần hồn cho ông bà tổ tiên nhà ta, cũng như mẹ của các con. Bố cũng phải có nghĩa vụ của bố các con hả? Con hiểu tâm sự của bố, nhưng phố huyện bây giờ cũng là đất Mường ta cả đấy chứ bố. Bố biết, nhưng đây mới là nơi chôn nhau cắt rốn của bố. Các con hiểu chưa? Hơn nữa, đã gần 80 tuổi rồi. Bố không thích bất cứ một sự xê dịch nào cả. Mệt lắm. Với lại ở đây, bố lúc nào cũng có việc. Chứ về phố huyện, thì bố có việc gì mà làm đâu. Ngoài việc đọc báo, xem tivi, rồi ngủ ngáy nào. Bố ơi, đọc báo xem tivi cũng là một cách thư giãn đi bố ạ. Thôi, bố không muốn bàn về chuyện này nữa đâu. Ta chấm dứt ở đây nhá. Nhân ngày cuối tuần, hai vợ chồng con về đây chơi. Ta nên tập trung vào một trong những việc cần làm ngay của vợ chồng con thì hơn. Có phải bố muốn nói tới chuyện thằng cháu đích tôn Cầm Văn của bố phải không ạ? Đúng đấy. Bố đã rất nhiều lần nói với vợ chồng con rằng phải tìm cách đưa ngay thằng Cầm Văn vào trong khuôn khổ. Ai đời con cháu nhà nòi mà chưa học hết phổ thông trung học, nghề ngỗng lại không có gì. Tại sao các con lại cứ để cho thằng Cầm Văn lêu lổng như vậy được? Các con thử nhìn lại anh em bạn bè mình xem. Có ông bố bà mẹ nào lại buông thả con cái một cách vô chính phủ như vậy được không? Vợ chồng con nhiều lần cũng nhỏ to khuyên nhủ cháu bớt chơi bời. Nhưng khổ nỗi... Bố nói thật, thằng Cầm Văn hư là do hai vợ chồng con đấy. Nếu vợ chồng con không dung túng thì đời nào thằng Cầm Văn lại phá binh vô chính phủ như thế được. Thật đúng là có 10 thì tốt, có 1 thì... Các con làm bố thất vọng quá. Kìa bố. Bố nghĩ thế thật oan cho con quá. Thôi, bố nói thế để các con nghĩ cho thấu đáo mọi đường. Bây giờ mẹ thằng Cầm Văn xuống bếp nấu cơm ăn đi. Chiều mà còn kịp về phố huyện, chẳng có thằng Cầm Văn nó lấy cớ lêu lổng đấy. Vâng ạ.
khi em quên lỗi hẹn, lời yêu lời thương em đã quên, nhưng lòng em nuôi hoài giấc mơ tình sẽ lâu thôi phôi pha như làn mây. Có nhiều khi trong mơ em vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Dạ, đại ca ạ. Vâng ạ. Dạ, em về ngay ạ. Vâng, vâng ạ, vâng. Hạnh phúc không phôi phai giấc mộng ta, lòng cay đắng. Đã, đại ca gọi anh về có việc, chú ngồi đây chơi thoải mái nhá. Đang chơi vui đại ca đi đâu đấy? Thôi, tiền đây, tí cầm lấy mà trả nhá. Vâng ạ. Anh ngồi lại chơi với bọn em tí nữa. Anh phải về công việc. Anh có nhiều khi trong mơ anh. Dạ, em chào anh ạ. Vào nhà đi. Dạ vâng ạ. Làm tí chứ. Dạ thôi ạ, đại ca cho em xin lon nước ngọt. Dạ em xin ạ. Lại vừa chơi hả? Dạ. Dùng vừa thôi, kẻo có nghề nghiện đấy. Dạ, đại ca gọi em đến có việc gì thế ạ? Tao nghe nói ở khu chợ bây giờ có nhiều nguồn hàng lắm. Tao muốn biết nguồn hàng từ đâu ra. Mình không thể để địa bàn của mình cho thằng khác thâu tóm được. Đúng rồi, vừa rồi bọn bộ đội biên phòng bắt được băng của thằng Thắng Lé. Hình như là hàng của bọn nó đấy. Tao cần thông tin chính xác về vụ này. Cụ thể là thằng nào ở biên phòng làm việc này? Dạ. Luong Inh à? À, Khá Sáng à? Thủ trưởng đã gần gặp ông đấy. Ngay lúc này à? Đúng rồi. Thế nào, cậu định xuống bản mai ngay bây giờ à? Báo cáo, vâng ạ. Nhưng đêm qua em đã báo cáo kế hoạch của em với thủ trưởng rồi mà. Mình biết, nhưng ban chỉ huy đồn muốn cử cậu Sùng Đại Kim thay vào vị trí của cậu. Thưa thủ trưởng, tại sao lại như thế ạ? Mình tính lại rồi, để cậu Sùng Đại Kim thay cậu ở vị trí bản mai. Bởi vì cậu Sùng Đại Kim là người ở bản, lại làm công tác dân vận tốt hơn cậu. Dạ, thưa thủ trưởng, em đã mất khá nhiều công sức để theo bám tên Thắng Lé. Em tin là em có thể làm được. Hơn nữa, công an huyện cũng đã có một số nhận định rằng rất có thể số lượng hàng vừa qua có thể liên quan đến một số người dưới bản mai. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thủ trưởng ạ. Cậu tự tin là mình làm được à?
Báo cáo thủ trưởng, xin các thủ trưởng cứ cho em thêm một lần nữa xuống với bà con bản Mai. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ như đã hứa với ban chỉ huy, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật. Vấn đề không phải là sẵn sàng chịu kỷ luật, mà trong cuộc chiến này chúng ta chỉ được phép thắng. Báo cáo, tôi hiểu. Thôi được, cậu có thể đi, nhưng nhớ giữ mình cho thật kín. Em có thể được biết nhiệm vụ đó là gì ngay bây giờ được không ạ? Cậu sẽ được biết khi cần thiết. Chẳng lẽ em, anh không có ai quen biết và có thể tin cậy được ở bên biên phòng à? Thực ra là có, nhưng để mua chuộc thì khó lắm. Anh biết đấy, nước xa không cứu được lửa gần. Có những chuyến hàng của tôi cả bạc tỷ, họ thu về rồi thì mấy ông công an dưới huyện cũng chào thua. Mà có phải chuyến nào tôi cũng theo hàng được đâu. Cái này anh phải để tôi tính đã. Xài một nước, không những anh mà cả sự nghiệp của tôi cũng đi toi. Anh cầm một chút để chi phí. Chào chị. Chú Bình, chú đến chơi đấy à? Cầm Văn, chào chú đi con. Chào. Thì ra là cậu ấm của anh chị Cầm Thắng. Cháu khôi ngô ghê nhá. Mặt mũi như thế mà chẳng chịu học hành gì cả. Chắc là cháu nó chê cái phố huyện này nghèo nàn, không xứng với tầm của đó chứ sao. Anh chị cứ để tôi lo cho cháu nó một suất học ra Hà Nội. Ôi, thế thì còn gì bằng nữa. Vâng, bạn hàng tôi dưới nhiều mà. Chăm sự tôi nhờ chú đấy. Ôi, chị cứ khách sáo quá chứ, anh chị giúp tôi nhiều chứ. Tôi xin phép nhé. Tôi có ý thế này. Nhớ em anh ngồi đầu sàn giả ôm, ngồi cuối sàn giả điên. Mây mù sao trôi bay trên đầu, khói quyền đình mây nghi ngút. Đôi ta yêu nhau bao giờ gặp nhau. Mây mù sao trôi bay trên đầu, khói quyển đình mây nghi ngút. Ước xe đôi người ta lấy nhau, đôi ta yêu nhau bao giờ gặp nhau. Ước xe đôi người ta lấy nhau, anh à anh ơi. Lương Trôi! Lương Trôi ơi! Lương Trôi! Tao đây! Lương Trôi! Bộ đội biên phòng Luong Inh đấy à? Vâng. Mấy tuần không gặp, Lương Trôi vẫn khỏe chứ? Tao vẫn khỏe đây mà. Thế còn bà con dân bản mình thế nào ạ? Dân bản vẫn khỏe cả. Thế ạ? Mới xa qua hai tuần chăng mà đã như anh lắm rồi. Ông không động viên Luong Inh đấy chứ? Tao nói thật cái bụng mình mà. Thế à? Bộ đội đeo theo cái bao gì thế này? Đây là bao ngô giống. Đây ngô này. À? Đây. Xem ông có xem tốt đi. Không nào? Đây, này. Đây là giống ngô có năng suất cao. Mà hôm trước Luong Inh nói với trưởng bản đó. Bộ đội biên phòng muốn dân bản ta trồng ngô theo cách mới thật ư? Thật chứ. Đã đến lúc bà con dân bản ta phải làm theo cái mới thì mới hết nghèo được, trưởng bản à. Ta hiểu cái bụng tốt của bộ đội biên phòng rồi. Nhưng ta sợ dân bản ta không tin. Trưởng bản à, nếu chuyến đi công tác lần này Luong Inh không vận động được bà con trồng giống ngô có năng suất cao thì Luong Inh không làm anh bộ đội biên phòng nữa đâu. Luong Inh không đùa ta đi chứ. Luong Inh đã hứa như dao chém đá rồi. Đã hứa với các thủ trưởng của mình rồi. Nếu thế thì trưởng bản này thua bộ đội biên phòng rồi. Lên nhà tao đi, Luong Inh. Dạ, chào hai thủ trưởng ạ. Chào các anh. Nhanh lên. Để đây. Để đấy. Để hôm nay. Gì thế này? Dạ. Kìa. Bắt xuống. Đây.
Rồi. Những thứ này là cái gì thế hả anh Nguyễn Bình? Dạ, báo cáo hai thủ trưởng. Đây chỉ là chút quà mọn mà Nguyễn Bình em xin kính tặng đồn ta thôi ạ. Quà mọn à? Dạ, báo cáo hai thủ trưởng, đây là quà ạ. Dạ, đây là màn hình ạ. Vâng, đây là đầu đĩa. Còn đây là bia. Để anh em giải khát ạ. Dạ. Anh tặng đồn chúng tôi thật sao? Dạ thưa vâng ạ, chỉ là chút quà mọn thôi ạ. Bình em tha thiết kính mong hai thủ trưởng không từ chối ạ. Anh Nguyễn Bình này. Dạ, xin thủ trưởng cứ chỉ bảo ạ. Tôi đâu dám chỉ bảo gì một bậc đại gia như anh. Trước hết thay mặt anh em chiến sĩ trong đơn vị, tôi xin cảm ơn sự quan tâm tới đời sống tinh thần của anh đối với anh em chiến sĩ trong đơn vị. Như anh đã thấy đấy, dù có nhiều thiếu thốn, nhưng đồn chúng tôi đã được trang bị khá đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, cho nên... Dạ, xin phép em được đỡ lời thủ trưởng, có được không ạ? Thôi được, anh nói đi. Dạ thưa, vẫn cuộc cầu quân với dân như cá với nước mà thủ trưởng. Nếu không có các thủ trưởng và các chiến sĩ trong đồn ta, thì đường làm ăn của Nguyễn Bình làm sao có cơ hội mở mày mở mặt như ngày hôm nay ạ? Anh cứ nói thế. Anh em trong đơn vị chúng tôi đã giúp đỡ được gì cho công việc làm ăn kinh doanh của anh đâu. Thủ trưởng ơi, nếu không có những người bộ đội biên phòng đêm ngày đứng chân trên đỉnh núi này, thì các doanh nghiệp làm sao có thể yên tâm qua lại biên giới kinh doanh buôn bán được ạ? Dạ, ơn ấy chúng tôi có đền đáp thế nào cũng không bao giờ xứng đáng được đâu ạ. Anh Nguyễn Bình này, anh không nên nói những vấn đề ân huệ với chúng tôi. Canh giữ miền biên cương này là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Về số quà này của anh, trước mắt thay mặt anh em chiến sĩ trong đơn vị, tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm về mặt tinh thần của anh đối với anh em trong toàn đơn vị. Nhân tiện có xe ở đây, xin mời anh chuyển số quà này về. Mang về. Hắn quả là một tên mồm mép. Mình tôi khó mà đấu khẩu được với hắn. Phải tập dần cho quen đi anh ạ. Đã có anh rồi, là chỉ mình anh thôi.